Ôi ôi cua. Ý, dính. Dính rồi. Gầy mà. Không có, không có. Ủa, đó 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 đó. Rồi được con bự cua luôn. Khổng lồ nha. Mày ăn ở nhà được không con nữa nha. Đúng rồi. Trời ơi, tuyệt vời, quá đã luôn. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Hiếu Lùng Sông Nước nha. Ngày hôm nay thì tiếp tục nha buổi săn bắt của Hiếu Lùng ở tại Lý Nhơn nha cả nhà. Thì bây giờ thì em đang ở cạnh một cái con, một cái ngọn và nước nó đang cạn dần cho đến khuya đến sáng luôn. Thì hôm nay em sẽ đi đến khuya đến sáng rồi xem coi là ngày hôm nay có được thu nhập gì không nha. Có cá, có cua, có gì thì em quay lại cho tất cả mọi người cùng xem nha. Mời tất cả quý cô chú anh chị em mình cùng theo bước hành trình của Hiếu Lùng Sông Nước nha cả nhà. Thì thôi, let's go. Có dấu hiệu của con cua nó bói nè. Đây. Không có cua to. Này cua chừng nè. Con cua này chừng 2 lạng à. Phải chừng 2 lạng thôi. Biết có ở gần gần đâu đây hay không, hy vọng là có nha. Dường như đây rồi cả nhà, đây 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 rồi, đây rồi, nó xả mà nè. Đây nó xả mà nè, nhìn thấy dấu bấm tựa lưa luôn. Đây, này là nó xả mà ra nè. Đây cái hàng nó đây, cuối cùng cũng gặp rồi, kiếm kiếm con đầu tiên lấy may mắn. Không to nha, con này không to. Rồi không ngỡ rồi cả nhà ơi, này cái hàng gì đây mà nó đục 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 đấy nè. Em đang tính dỡ cái tấm này lên nè, hy vọng chỉ còn có hàng dưới này thôi. À, để cái rồi giờ thử hy vọng cái hang dưới này có. Đây kìa, có rồi, em cua đầu tiên nha. Đó, đây nó nằm nè. Đó, em cua đầu tiên ra đây em, ra ghi hình. Nhìn là biết chắc rồi đó, biết em cua này là chắc rồi đó, nhận rơi luôn. À, à. Em này cũng 2 lạng ạ. À, em cua đầu tiên nha. Thế nha, ôi hôm nay gặp trường hợp như vậy thì nhiều nè. À, không phải, em nhìn nhầm, nhầm tưởng là cái hang này. Đây nè, đây nó có cái hang rồi, đây đây đây. Ồ, em tưởng nhìn nhầm hang, nó đào xong không ở chứ. Đây cái hang gì mà không ở cả nhà. Ôi, hôm nay là một cái ngày không may mắn rồi đó. Nãy giờ mấy hang luôn rồi đó. Hôm nay đi không thấy cua mà cũng chả thấy cá con thùng gì luôn, nhưng mà vào tới đây thấy được con cả nhà ơi. Đi từ nãy tới giờ luôn, lâu lắm rồi, hôm nay không có may mắn gì hết trơn á. Nó nằm nè, chạy hả. Đây, đừng con móng thùng nha.
Giờ có nhiều bắt đó cả nhà. Đi tới đây cả nhà. Ui con cua nó lột nè, to đùng luôn. Đây nó nè, này là cái vỏ nó lột nè cả nhà. Tại hôm trước này em xảy một cái con cua ở trong đó nó to lắm, em để con này ra. Ở đây có cái hang nè, để em xem thử có con cua trong này hay không nha. Có một con chút xíu về nè cả nhà, cái hang to bụng luôn á. Trời ơi nghĩ sao trời đó. Buồn thiệt chứ, cua to là nó không ở rồi, con này to lắm chứ này cua nhỏ à. Rồi thôi lấy hên đi, cứ đi nãy giờ không có con gì luôn á. Đây nha. Rồi không muốn không tìm kiếm nãy giờ này. Em giờ có mình khó bắn cua này lắm, nằm đây nè đó. Bây giờ em cắm máy tại đây, giờ không biết sao để bắt được nó đây. Ôi ôi hết hồn cua rồi cả nhà ơi, hết miếng cua luôn rồi. Ra, ừ ôi cuối cùng cũng ra rồi. Nó bự quá, lâu nó dướng kẹt. Ừ ôi cua. Quá trời cua. Dạ. Cua đó mà tì không đó. Ôi ôi. Lo nãy giờ chắc rồi, phải hơn nửa tiếng đồng hồ á. Không đó. Dạ. Chắc mà tự nhiên nữa. Ừ. Ôi ôi. Đừng con ra hồn nha cả nhà. Ôi, không uổng công lôi nãy giờ. Rồi đây nha cô chú anh chị em. Ôi con cua nó to đùng luôn. Thì có ông chú, ông chú nghe chó sủa quá trời ra coi, tại vì ở đây có xuồng ghe á cả nhà. Nghe nói là ở đây cũng mắc trộm nhiều lắm không chú? Dạ. Nên là chú đi ra xem thử, ra thấy em đang móc con cua này nè. Con này ôm cặp nè, phải không chú? Cặp đó, cặp bắt được con nữa. Còn con nữa mà cái ống cái này là trong cái ống báu, cái ống bọng á. Quá sâu đi. Nên là bắt được có con này, còn con nhỏ nữa. Con cua kia chắc cũng nhỏ à. Nhỏ, cua kia nhỏ. Tại nãy giờ thấy nó nhỏ. Thấy ra nó mới xanh lét mà nó nhỏ chứ không phải bự như con này. Trời ơi. Nãy thấy con nhỏ mà sao móc ra con này hết hồn hết biết cả nha. Quá đã rồi. Rồi. Không muốn công đi từ nãy tới giờ. Rồi, thôi em cột nha. Để coi nó to với cái so với cái mạng nè. Rồi, được con bự cua khổng lồ nha. Đã. Lâu lâu mới được con á, hiếm lắm á.
Rồi giờ chói rồi cả nhà ơi, chói rồi đi tiếp rồi. Rồi xong nha cả nhà, nãy giờ còn cua nửa tiếng đồng hồ ạ. Rồi nè, con này chắc không phải tầm 7 lạng đổ lên á, 7 lạng ăn lên á. Con này nặng, con này chú nói cua thiên nhiên nha, chứ không phải cua đầm. Cua này đang ôm mà bắt không được con kia, tại đường ngang ống cống dài quá, còn con này nó to quá nó không có lách được. Rồi thôi đi tiếp nha cả nhà. Vui rồi đó. Nha, trong cái lúc mà em đi về, em đi về tại vì đèn em hết pin rồi, em về đèn em đổi đèn á, em đi tới đây em phát hiện nè, có cái hang cua. Hang này hình như là hang hôm trước, cái con cua nó bị cắn nát luôn nè. Thì đây bây giờ em thấy nó có dấu nè. Nhờ dấu này cũng cũ lắm rồi, dấu bấm này cũng cũ lắm rồi, bấm này chắc khoảng chừng 2-3 ngày gì à. Giờ đi cho xem thử xem coi, giờ đi thử xem coi có cua hay không nha. Với nãy giờ là nhiều hang giống vậy mà không có, không có. Ủa đó 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 đó. Ôi con cua na cả nhà ơi. Trời ơi cua nó mềm xèo à, con này mềm xèo à, nó mềm mập luôn á. Cua na à, cả nhà thấy không, nó mới vừa lọt luôn nè, không có kẹp nổi á. Cua này nó yếu lắm rồi. Đây mềm mập luôn. Thôi em đem về luôn, đem về ăn lát thả đầm chứ. Rồi sẵn đang đi về rồi, đừng con cua na nữa nha. Cua na, cua này mềm lắm luôn á, chiên bọt hết sảy luôn. Rồi đi tiếp thôi. Em đi ở đằng xa kia có con mèo rừng cả nha, này mèo rừng nha. Ồ nó rất là đẹp luôn, nó chạy à. Không biết là mọi người xem đó đẹp chưa, đó ngay ánh đèn của em luôn á. Một chú mèo rừng, đây là mèo rừng nha, chứ không phải mèo nhà mình đâu. Mình nhìn nó như con báo vậy đó. Đợi cho ghi hình chút xíu nha, ghi hình tí nha. Quay hình con mèo thôi mà nó chạy rồi. Đây à, giờ em đến cái ngọn thứ hai cũng gần nhà của ba nuôi em à. Đó này, ngọn này thì nó to, nó cao hơn nhiều. Ở đây có một cái hang nha. Thì cái hang này là hôm trước em bắt được một cặp cua đó, còn được con cái mà em để bến lại. Thì bây giờ em đi tới đây thì em phát hiện tiếp tục lại là một con cua nữa, không biết phải là cặp hay không nha, nhưng mà trước mắt là đã thấy được một con cua rồi nè. Đó nó nằm này cả nha, đó đó nó nằm đó, phiêu cho nó ra luôn. Nó bò ra cả nhà, nó bò ra luôn kìa. Em canh đầu này cái nè, thủ đầu này chứ để nó phóng ra một cái là làm không kịp với nó đâu nha. Cua này cũng có con nhanh có con chậm chứ không phải con nào cũng như nhau. Kiều nó ra đang thủ. Ui con này cũng to nha. Rồi nó dính móc rồi, dính móc rồi. Ui được con cua nữa.
nó ra đầu này. Ai. Ôi ôi mém chúng nữa là xảy rồi. Mém chúng nữa là xảy rồi. Thôi nè em vừa trở lại đây kịp là nó phóng ra liền luôn à. Đó. Được một con cua nữa. Ôi. Sao cái con bự. Sao cái con bự hồi nãy thì được tiếp một con nữa nha. Con này cỡ 3 gram à. Bắt khỏe luôn, con này bắt khỏe luôn á. Con nãy bắt mệt nhiều là con này bắt khỏe bấy nhiêu á. Con này có dấu hiệu cắn nhau rồi. Rồi. Đựng con cua nữa nha. Hát cua cua đực nha. Đã. Cột coi. Coi bắt được nó hay không nha. Lúng quá mà không có chồm chịu chụp được nó. Nó nhảy lên nè. Ý, dính. Dính rồi. Được con ếch. Được con ếch đã. Quá trời còn hóng mũi. Ê được con ếch nha. Quá đã luôn, ếch to à. Ếch đồng nha cả nhà. Một con cá bóng thùng nha. Mình phát hiện được con cá bóng thùng. Dính. Không được này cũng được kia chứ cả nhà. Rồi ok. Kết thúc cái chuyến đi ngày hôm nay cả nhà. Thì em đạt được là 5 con cua nha. Đây là hiện tại đây là 4 con. Với lại con cua lọt trong này nữa nè. Đó. Cua này con cua lọt nên em để riêng nha. Rồi. Với lại một con ếch. Ếch thì đang nằm ở trong này. Hai con cá bóng thùng, mà hai con cá bóng thùng thì em thả rồi. Đây, con này thì khoảng là 3 lạng nha. Còn con này thì khoảng em dự đoán nếu mà không làm á thì con cua này nó rơi vào khoảng là 8 lạng đổ lên nha. Con này cỡ 8 lạng. Coi cái càng của nó nè. Quá đã chưa. Hết thầu con cua chưa. Đó. Hết tiếc luôn. Con này cỡ 7-8 lạng gì đó. Rồi cái mình đó nè. Đó. Quá đã luôn. Hôm nay là được con này khủng nhất. Rồi. Rồi thôi. Video đến đây là kết thúc nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã quan tâm và theo dõi video của em nha. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha. Xin chào và tạm biệt. Bye bye cả nhà.